Sáng 22 tháng 3, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát thực tế dự án tưới tiêu khu vực phía tây sông Vàm Cỏ Đông và dự án trang trại bò sữa Vinamilk Tây Ninh. Sau khi khảo sát thực tế tại một số vị trí như đoạn kênh bê tông hình thang, kênh bê tông trên trụ, cửa van đưa nước qua sông Vàm Cỏ Đông và đoạn ống thép đưa nước vượt qua sông Vàm Cỏ Đông, đoàn công tác đã tham quan thực tế dự án trang trại bò sữa Vinamilk Tây Ninh và làm việc với lãnh đạo công ty. Trang trại bò sữa Vinamilk Tây Ninh thuộc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk, có trụ sở đặt tại xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, đi vào hoạt động từ năm 2016, có diện tích hơn 660 ha với tổng kinh phí đầu tư trên 1.200 tỷ đồng. Hiện nay, tổng đàn bò sữa của trang trại là 8.000 con, năng suất sữa bình quân 27-28 lít một con một ngày, sản lượng sữa đạt 35 triệu lít một năm. Trang trại nằm trong hệ thống trang trại chuẩn Global Gap lớn nhất châu Á về số lượng trang trại của Vinamilk và được tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 một cách toàn diện trong quản lý trang trại và chăn nuôi bò sữa. Tại buổi khảo sát, lãnh đạo công ty Vinamilk đã kiến nghị với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh một số vấn đề về chính sách thuế, nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng, v.v. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Tâm ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của công ty Vinamilk, đồng thời ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của công ty để sau chuyến khảo sát sẽ giao các sở ngành liên quan phối hợp hỗ trợ và tham mưu lãnh đạo tỉnh về chủ trương để công ty Vinamilk sớm triển khai tổ hợp dự án nhà máy sữa và trang trại bò sữa mở rộng. Mong rằng là với cái quy mô mở rộng trong thời gian sắp tới và với cái tinh thần là cùng đồng hành thì các anh sẽ có những cái chính sách để hỗ trợ cho nông dân, đặc biệt là nông dân ở cái vùng Bến Cầu này thôi, và được tham gia vào ít nhất là cũng trồng được các cái nguồn nguyên liệu theo đúng cái chuẩn của Vinamilk, được chuyển giao cái công nghệ kỹ thuật để người ta trồng đúng chuẩn mà người ta cung cấp cho nhà máy, để tạo ra một cái sản xuất nông nghiệp nó ổn định hơn và nó có cái hiệu quả hơn cho cái bà con nông dân ở đây. Chúng tôi thì cũng là những người của địa phương cũng rất mong muốn các anh sẽ nghiên cứu thêm cái hướng đó. Ông Nguyễn Thành Tâm cũng đề nghị phía công ty Vinamilk sau khi điều chỉnh quy mô chăn nuôi, sản xuất cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan của tỉnh để hoàn chỉnh về thủ tục pháp lý, đất đai, môi trường đúng quy định của pháp luật để các dự án sớm được đẩy nhanh tiến độ.